Chào chị em và các bạn. Hôm nay mình cùng chị em và các bạn sẽ vào bếp làm món tiết luộc. Cái món tiết luộc này thì làm thì rất là đơn giản và ăn đổi bữa thì cũng rất là ngon. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị 700ml tiết. Tiết này sau khi mua về thì chị em mình sẽ dùng cái dây này mình nọc, đổ từ cái bát nọ sang bát kia để nọc các cái nó còn cặn lại, hoặc là các cái tiết đông thì nó sẽ bám lại ở cái nọc này và mình sẽ bỏ đi. Đây, sau khi mua về thì mình đã nọc qua dây rồi. Và tiếp đến là 1 lít nước. Nước này là nước lọc chị em nhé. Và nguyên liệu tiếp theo nữa là mì chính. Gia vị ăn kèm thì gồm có rau răm, rau mùi tàu, lạc, măng chua và tiêu. Bây giờ mình cùng chị em sẽ bắt tay vào để thực hiện cái món này nhé. Sau khi khoáng mì chính đã tan hết trong nước rồi thì bây giờ mình sẽ cho hết cái chỗ nước, chỗ này là 1 lít nước, cho hết vào cái chỗ tiết này và mình sẽ khuấy đều lên. Sau khi mình đã khuấy đều cái tiết này cùng với nước rồi thì bây giờ mình sẽ để cho tiết tự đông. Tiết sau khi mình để nó đã đông được như thế này, bây giờ mình sẽ lấy con dao mình cắt, thành những cái miếng vừa phải cho chị em nhé, để luộc cho nó nhanh chín. Bây giờ mình sẽ mang đi luộc. Sau khi mình bắt nồi nước lên đun nước sôi như thế này rồi thì mình sẽ tiết này mình sẽ cho vào. Sau khi mình cho tiết vào thì nó sôi trở lại rồi, nhỏ lửa thôi. Mình đặt đồng hồ 30 phút chị em nhé. Sau khi mình đun đã được 30 phút rồi thì bây giờ mình tắt bếp cho ra để thưởng thức thôi chị em nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tiết luộc rất là thơm ngon chị em ạ. Món này thì ăn kèm với rau răm, rau mùi tàu, lạc và măng muối chua, rắc thêm chút hạt tiêu, ăn rất là thơm ngon. Và bây giờ mình sẽ thử ra xem bên trong nó như thế nào nhé. Mà theo cách luộc này của mình thì bên trong nó sẽ không hề bị đỏ chị em nhé. Đây, chị em chín không hề bị đỏ mà rất là mềm, không bị chắc và khô, núng lính rất là ngon. Chị em nào yêu thích cái món tiết luộc này thì hãy nhanh tay vào bếp làm cho gia đình mình và những người thân thưởng thức nhé. Món này làm thì rất là đơn giản và ăn thì rất là thơm ngon, đổi bữa cho gia đình và những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Chúc chị em và các bạn thành công và ngon miệng với món
tiếp luộc này nhé. Cảm ơn chị em và các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc chị em và các bạn thành công và ngon miệng với món tiết luộc này nhé. Chào chị em và các bạn. Hẹn gặp lại chị em và các bạn vào những video tiếp theo.